San và Leon là hai anh em mồ côi không có nhà để ở. Để sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn này, họ phải làm thợ may cho một xí nghiệp nhưng đồng lương rất bèo bọt, tối đến thì tìm đến những ngôi nhà bị ngân hàng xiết nợ trú tạm. Dù vất vả chăm bề nhưng hai anh em vẫn luôn khao khát kiếm tiền đổi đời. Biết em trai có tài năng về quyền anh nên Stan thường xuyên tìm đến các sàn đấu đường phố để gạ kèo kiếm thêm thu nhập. Hôm nay Leon có một trận đấu quan trọng với giải thưởng 5.000 đô cho người chiến thắng. Vì vậy hai anh em đã dậy từ sáng sớm rồi lẻn vào một phòng tập chui để không mất tiền. Stan còn mạnh miệng tuyên bố với quản lý của xí nghiệp rằng hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi làm việc ở đây. Ông nên chuẩn bị thời gian đến xem em trai tôi thi đấu cho biết thế nào là võ thuật đỉnh cao. Quả nhiên trong lúc thượng đài, Leon chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Anh nhanh nhẹn né tránh rồi tung đòn đấm đối phương không trượt phát nào. Phía bên kia là một ông già rất lì đòn. Dù bị đánh như con không đẻ như mẹ ghẻ hành hạ con chồng nhưng ông ta vẫn quyết tâm không đầu hàng. Ngay lúc chiến thắng nằm chắc trong tay của Leon rồi thì anh lại nhìn thấy Pepper, một gã Marco có tiếng tại địa phương đến xem. Biết thằng anh chắc chắn đã mang mình ra để cá cược thi đấu với hắn nên Leon không đánh tiếp mà chủ động chịu thua. Anh chàng không hề biết rằng quyết định đó đã khiến cho cả hai người gặp nhiều phiền toái. Bởi vì Stan đang nợ Pepper một khoản tiền kha khá nên ngay trong đêm anh đã dẫn em trai cùng chó cưng thu dọn đồ đạc bỏ trốn, nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị hắn bớ được. Biết hai anh em Stan nghèo rớt mùng tơi không có khả năng chi trả nên Pepper đã nghĩ ra một phương án. Sắp tới có một giải đấu ở khu phố tàu có tên là Dunleyland, ai trụ vững đến cuối cùng sẽ giành được phần thưởng là 100.000 đô. Vì vậy hắn đã đề nghị bỏ tiền ra đăng ký thi đấu cho Leon. Nếu chiến thắng thì chia 50-50, tuy nhiên họ phải làm giúp hắn một chuyện, đó là đưa một cô gái tên Sky đến Reno, bang Nevada. Không còn đường lui nên hai anh em đành phải đồng ý. Pepper cấp cho họ ít tiền mặt và một chiếc SUV ăn cắp và khẩu súng lục phòng thân. Vậy là ba người một chó bắt đầu lên đường. Trên đường di chuyển, bọn họ ghé vào một tiệm thức ăn nhanh. Tại đây Stan không hiểu tại sao Pepper lại cho mình 2.000 đô chỉ để đưa một cô gái đến Reno. Thế là anh liền buột miệng hỏi có phải cô hành nghề lấy lỗ làm lời không. Sky nghe xong liền nổi điên muốn đi đường quyền vào thẳng ảnh đại diện của Stan, còn nói ra câu nào thối mồm nữa thì xác định không còn răng ăn cháo. May là Leon ngăn cản kịp thời, không thì đánh nhau to. Tiếp đến bọn họ dừng chân tại một khách sạn 5 sao để nghỉ qua đêm. Mặc dù là con nhà đỗ nghèo khỉ nhưng Stan vẫn chi hẳn 1.500 đô để thuê phòng VIP ngủ cho biết mùi đại gia như thế nào. Tiền được người ta cho thì tội gì mà không mang ra dùng, đúng là phòng VIP có khác. Đầy đủ mọi tiện nghi, không thiếu bất kỳ cái gì, thậm chí còn có cả bồn tắm nước nóng massage ngay giữa phòng. Lúc này Stan bất chợt tia được một nhóm quý bà sồn sồn đi du lịch đang ở bãi đậu xe. Vì con chim sơn ca lâu rồi chưa được hót nên anh ta đã kêu thằng em ở lại trông coi Sky. Còn mình thì dẫn theo chó cưng đi dạo, nhưng thực chất là đi gạ kèo gái. Rất nhanh Stan đã làm quen được một quý cô nặng cả tạ đang ngồi một mình. Anh quảng cáo rằng bản thân đang ở phòng VIP nhưng khá cô đơn, cần người tâm sự. Thế là tối hôm đó họ phịch xã giao rất nhiều. Trong khi đó Sky bí mật bỏ thuốc mê vào trong nước rồi mời Leon uống, trái ngược với ông anh trai cục xúc ăn nói lỗ mãng. Mặc dù rất giỏi quyền anh nhưng Leon lại rất hòa đồng và dễ gần. Anh chàng khen Sky có năng khiếu thêu thùa và bày tỏ mong muốn cô ấy sẽ thêu tên giúp hai anh em họ lên áo. Sky nói rằng cô cảm thấy Leon rất thú vị nên đã rủ đối phương đến một quán bar để vui chơi. Thanh niên tin lời gái cứ vậy đưa người đẹp đến đó quẩy. Tại đây cô tích cực bơm đều Leon rằng anh quá nhu nhược, suốt ngày bị Stan quản lý không có sự tự do. Sau đó Sky đã giả vờ nói mình bị một đám dân chơi địa phương bắt thổi kèn nếu muốn họ nhường bàn chơi bia. Sẵn có máu sĩ gái trong người nên Leon liền xông đến chất vấn. Ê mấy thằng kia, đứa nào đòi bạn gái tao phải xúc bình xăng con đá trứng cút hả? Bên này Stan sung sướng trở về thì phát hiện trong phòng không có ai, thế là anh ta vội vàng chạy đi tìm hai người. Cũng may là đến quán bar vừa kịp lúc thằng em chuẩn bị đánh nhau với người ta. Stan nói rằng đứa nào động đến em tao thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ đầu tiên của chúng mày. Nói xong anh kéo áo lên để lộ khẩu súng bên trong. Đám dân chơi thấy vậy liền cúp đuôi không dám manh động. Đúng lúc này Stan phát hiện Sky đã mất tích nên nhanh chóng ra ngoài tìm. Cô nàng định nhảy xe rồi chim én đi nhưng đen đủi đâm trúng xe người khác. Thế là phải vắt chân lên cổ bỏ chạy muốn tụt cả quần. Tuy nhiên dù cô có chạy nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi Stan. Trở về khách sạn Sky mới nói lý do cô bỏ trốn. Thì ra Pepper muốn hai anh em Leon giao Sky đến cho một tay xã hội đen có tên là IS. Vì từng giao dịch với nhau nên Stan biết hắn rất tàn nhẫn, còn tính cách thì chó điên khó lường trước. Anh gọi điện chất vấn Pepper tại sao lại lừa dối đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Đối phương nói Stan đang nợ tiền nên không có quyền mặc cả. Nếu hai người không giao Sky cho IS thì hắn sẽ tiễn cả hai lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Sky cầu xin Stan đừng làm vậy vì hắn sẽ giết cô, nhưng đối mặt với mạng sống của mình và em trai thì anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Sáng hôm sau ba người mang xe đến một gara để sửa, nhưng đến lúc tính tiền thì ông chủ đòi 1.800 đô. Vì Stan đã tiêu rất nhiều tiền vào việc thuê khách sạn ở nên anh không còn đồng nào, thậm chí lục luôn cả ví của Sky cũng chẳng được bao nhiêu. Đúng lúc này Stan thấy địa chỉ ghi trên chứng minh thư của người đẹp ở gần đây nên dắt cô về nhà hỏi mượn tiền. Không những chẳng kiếm thêm được đồng nào mà còn bị đuổi không thương tiếc. Hóa ra Sky do tức giận chuyện mẹ đi lấy chồng mới nên trong quá khứ đã báo hại gia đình rất nhiều lần.
Vì vậy những người ở đây không hề chào đón cô mà ngược lại muốn tiễn vong càng sớm càng tốt. Thế là ba người một chó phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Lúc này Sky chợt nhớ ra ngôi trường mà mình từng học lúc nhỏ nên đã dẫn mọi người đến đó tá túc. Trong lúc Stan kiếm đồ ăn thì Leon và người đẹp ngồi nói tâm sự với nhau. Sky kể rằng lúc trước cô là một kẻ cứng đầu khó bảo, khi còn đi học thường được trường chọn tham gia thi nhảy múa. Nghĩ rằng nghề này có thể giúp mình đổi đời nên cô đã bỏ gia đình lên thành phố lập nghiệp. Với nhan sắc và sự trẻ trung năng động rất nhan, Sky đã lọt vào mắt xanh của ông trùm xã hội đen IS. Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ màu hương nhưng đời lại không như mơ. Sau khi phát hiện hắn ta là một kẻ điên loạn giết người không gớm tay, cô đã tìm cách bỏ chạy. Xui rủi lại bị Pepper bắt lại và giờ thành như thế này. Đồng cảm trước số phận hẩm hiu của người đẹp, Leon đã hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy. Sáng hôm sau ba người đến gara để lấy xe. Stan nói với ông chủ rằng mình đang có một dự án rất tiềm năng. Chỉ cần đưa xe cho anh đến Nevada thì lúc về anh sẽ trả cho ông chủ gấp 10 lần tiền sửa xe. Đương nhiên đối phương không phải là con nít 3 tuổi nên chắc chắn không đồng ý. Nó lấy xe rồi đi luôn thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Stan tức giận định vác súng ra cướp xe nhưng Leon kịp thời ngăn cản. Ngu thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, để đó em thể hiện cho mà xem này. Nói xong Leon đến chỗ ông chủ gạ kèo solo 2-1. Nếu hai người của ông chủ thắng thì chiếc xe thuộc về gara, còn thua thì anh sẽ lấy xe đi mà không cần phải trả tiền. Thấy kèo thơm nên ông chủ liền đồng ý luôn ngay và lập tức. Ai ngờ trận đấu bắt đầu còn chưa đầy một phút, hai người của ông ta đã bị Leon đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cứ đầu mà anh đấm không trượt phát nào khiến đối phương chỉ biết chịu trận nằm gục xuống đất. Thế là ba người Leon hí hửng lái xe đi, còn ông chủ gara thì bất lực nhìn tiền bay theo gió. Sau một hồi di chuyển, cả bọn dừng chân tại một quán ăn ven đường để nạp năng lượng. Tại đây Leon cho rằng anh trai hành xử quá lỗ mãng và hay áp đặt người khác nên không muốn bị quản thúc như một đứa trẻ nữa. Nghe thấy vậy Stan liền nổi điên bảo có phải Sky xúi giục em nói với anh như vậy không? Từ nhỏ anh đã vất vả chăm sóc em vậy mà giờ đây em lại vì cái khe lạ cãi lời anh. Leon lập tức phản pháo cho rằng anh trai đang lợi dụng việc mình giỏi võ nên đã lợi dụng để kiếm tiền bất chính, chứ bản thân cậu em chỉ muốn sống yên bình trồng cá và nuôi thêm rau mà thôi. Stan nghe thấy vậy lại càng nổi nóng quát tháo to hơn, kết quả bị một người đàn ông cao to đấm méo cả mỏ và nhân viên quán ăn mời ra ngoài nếu không muốn báo cảnh sát đến bớ lên phường. Đúng lúc này anh ta phát hiện chiếc xe của mình đậu sai quy định đã bị cơ quan chức năng kéo đi. Xui rủi thay Leon lại để toàn bộ tiền trong xe nên giờ cả đám phải vất vưởng ngoài đường như cô hồn tháng 7. Đến bước đường cùng Stan đã phải dẫn chú chó yêu quý đi bán để lấy tiền di chuyển. Biết được điều này Leon đã tức điên lên đòi tẩn cho thằng anh trai một trận. Nhưng cuối cùng anh cũng phải đồng ý dùng số tiền để bắt xe khách đến Nevada. Tuy nhiên nhân lúc Stan ngủ say, Leon đã bí mật dẫn Sky bỏ trốn. Đến khi thanh niên cục xúc tỉnh lại thì chỉ còn lại cái nịt. Không những vậy anh ta còn bị đám thuộc hạ của IS tìm đến đưa đi hỏi thăm sức khỏe. Phía bên kia Leon đưa cho Sky một số tiền và bảo cô hãy đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng người đẹp không muốn rời xa Leon vì cô đã thích anh ấy mất rồi. Thế là họ nắm tay nhau vào trong nhà vệ sinh hì hục xúc 9 tấn than vào cái lò hư hỏng. Lúc này thanh niên tốt bụng mới phát hiện Sky đang mang trong mình giọt máu của IS. Đó cũng chính là lý do tại sao ông trùm xã hội đen muốn bắt cô nàng này đến vậy. Người đẹp nói lời cảm ơn Leon về tất cả rồi nhanh chóng lên một chiếc container rời đi. Sky để lại cho anh chàng tốt bụng một chiếc túi và tấm danh thiếp ghi địa chỉ mà IS đang ở. Trong khi đó Stan đã bị ông trùm bắt lại. Hắn tức giận vì sau bao nhiêu năm đâm thuê chém mướn đến già mới nhận ra gia đình là tất cả. Thế nhưng lúc này khẩu súng thịt đã quá yếu, có muốn cũng không dựng lên được. Khó khăn lắm mới kiếm được con nòng nọc còn khỏe mạnh để cấy vào người của Sky thì cô lại bỏ trốn đi mất. Vì Stan không hoàn thành nhiệm vụ nên ông ta cầm dao tiến tới tra tấn anh một cách dã man con ngan. Ngay thời khắc sắp gần đất xa trời thì Leon xuất hiện kịp thời, cầm khẩu súng trên tay anh nhẹ nhàng tiễn từng tên đàn em của ông trùm đi bán muối. IS bị bắn một phát vào bụng nhưng vẫn gáy khá to. Tao sẽ phanh thây và xé xác anh em chúng mày ra từng mảnh rồi vứt cho chó ăn. Nghe thấy chói tai quá, Leon liền bóp cò giúp ông ta sớm về miền Tây Thiên cực nhọc. Sau đó anh dìu Stan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Không tiền không tài sản nên cả hai đã bắt chuyến xe đến khu phố tàu ở San Francisco để tham gia vào trận quyết chiến Dung Lê. Nếu chiến thắng thì họ sẽ có tiền để làm lại một cuộc đời mới. Lúc này Leon có chút lo lắng khiến tâm lý không được thoải mái và tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc áo mà Sky đã thêu tên mình trên đó, anh đã phấn chấn trở lại. Anh dũng mãnh như một con sư tử đầy kiêu hãnh bước lên sàn đấu sẵn sàng nghiền nát mọi thứ, nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên, Leon đã bị đối phương dồn ép liên tục. Anh chỉ còn biết đưa mặt của mình ra để chống đỡ những cú đấm sấm sét từ đối thủ. Trong khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng thì bên ngoài cảnh sát đã bắt đầu đột kích vào khu phố tàu. Stan biết mình khó thoát khỏi cảnh tù tội nên đã cổ vũ động viên tinh thần em trai. Quả nhiên sau khi nghe những lời động viên đó, Leon đã nén đau đớn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Điều đáng sợ nhất không phải là thua cuộc mà đó là sống trong cảnh nghèo hèn cả đời. Vì vậy Leon đã dùng hết sức bình sinh phản đòn đối thủ một cách đầy mạnh mẽ. Cuối cùng anh đã giành được chiến thắng nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy Stan đâu. Khi ấy Stan đã quyết định giao nộp bản thân cho cảnh sát để em trai được tự do. Sky sau khi biết ông trùm đã cỏ mọc xanh mộ nên quay về đoàn tụ cùng Leon và biến anh thành kẻ đổ vỏ vĩ đại nhất lịch sử. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.